đang xem video tại kênh youtube nhà gió GBU, Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. 3 năm trước, người đàn ông này quỳ gối xuống trước mặt cầu hôn Adil. Đối phương còn hứa rằng dù bao lâu hắn ta cũng sẽ đợi cô ấy kết hôn với mình. 3 năm trôi qua, hôm nay hắn ta lại lấy chiếc nhẫn kim cương ra và hỏi Adil. Em có gu thẩm mỹ rất tốt, em giúp anh xem thử xem Noella có thích chiếc nhẫn này không? Câu hỏi này khiến Adil ngây người tại chỗ. Noella là em gái cô, vậy mà người đàn ông trước mắt người bạn thanh mai trúc mã mà trước đây đã từng theo đuổi cô cùng nhiệt còn hứa sẽ đợi cô mãi mãi đã thay lòng đổi dạ hơn thế nữa hiện giờ còn cầu hôn em gái cô khi người hầu biết tin này cô ta liền mắng chửi anh ta là kẻ vô liêm sỉ còn định gọi nhị tiểu thư đến để chất vấn nhưng sau một thoáng buồn bã a điêu lại tiếp tục cầm tài liệu lên và tiếp tục duyệt xét công việc tình yêu đối với cô vốn chỉ là thứ có hay không cũng được điều quan trọng nhất là thừa kế gia sản và được sinh ra trong một gia đình giàu có thuộc một trong những gia tộc quyền lực nhất trong đế quốc. Là trưởng nữ và người thừa kế gia sản, cô rất hài lòng với số phận hiện tại, bởi vì trong kiếp trước, cô chỉ là một cô gái bình thường với ước mơ duy nhất là trở thành con gái của những gia đình giàu có, trải nghiệm cảm giác có tiền và tranh giành gia tài. Một lần cô gặp tai nạn suýt chết đuối, ước mơ của cô trở thành hiện thực. Cô trọng sinh vào một cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc. Cha cô là người giàu nhất đế quốc, và cô trở thành tiểu thư của một gia đình hầu tước, tên gọi là Adil. Adil có nhận thức rất rõ ràng mỗi ngày cô học ít nhất 20 giờ điều này khiến cô trở nên rất được lòng cha người hầu tước và ông ta bắt đầu đào tạo cô như một người thừa kế tương lai có lẽ chính vì vậy mà cô quá đắm chìm trong sự nghiệp mà bỏ qua tình yêu nhưng nói là thì có lỗi gì đâu đêm đó cô gõ cửa phòng của Adil với vẻ mặt như chuẩn bị gặp ông kẹ, bước vào và nhận lỗi em thật sự không ngờ anh ấy lại thích em tất cả là lỗi của em chỉ cần chị không giận nữa nhưng cô còn chưa nói hết câu đã bị a đuổi ra ngoài không chút thương tiếc không ai hiểu noella hơn cô chính vào lúc này ngoài cửa bỗng có động tĩnh một thiếu niên có mái tóc đen và đôi mắt đỏ lửa nhảy vào qua cửa sổ đó là người bảo vệ thân thiết của cô luôn luôn sẵn sàng bảo vệ chị gái của cậu chị gái chỉ nhíu mày cậu ta sẽ biết ngay và thay đổi sắc mặt cậu lạnh lùng hỏi chị muốn em giải quyết anh ta không chỉ cần chị nói em sẽ khiến anh ta mù yên mà đẹp trước đó sau khi a bị sỉ nhục ở nơi công cộng ngày ngày hôm sau, người đã xúc phạm cô mất một cánh tay. Chàng trai này là cây đần, em trai cùng cha khác mẹ INE của cô. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, khi đó anh bị thương nặng, toàn thân đầy siro, được quản gia ôm trong lòng. Khi trông thấy Adil lời đầu tiên cây đần nói chính là, làm ơn đừng giết tôi, tôi không quan tâm đến tiền bạc hay thừa kế. Nhìn thấy cậu bé yếu ớt đó, Adil cảm thấy thương xót, không những thế còn tự tay đặt tên cho anh là cây đần, và che chở anh đến khi trưởng thành sau đó tiếp quản ngành ngầm của gia tộc âm thầm dọn dẹp những con sâu chỉ biết đến tiền sau khi cây đần nghe nói về chuyện chị gái bị cắm sừng đôi mắt cậu ta tối sầm lại a vội vàng lên tiếng đừng có hành động bừa bãi chị còn có kế hoạch với cô ta cây đần nghe vậy thì hỏi a một câu chị định giữ mạng cho người đàn bà xấu xa đó đến khi nào câu hỏi này khiến a rơi vào trầm mặc người đã đọc cuốn tiểu thuyết này như cô làm sao cô không biết con người noella là thế nào chứ nhưng cô không muốn tranh cãi với một kẻ sắp chết. Trong nguyên tác, ban đầu, nhân vật nữ chính là Noela, nhưng vì tính cách quá thánh mẫu, cô ấy bị khán giả của thể loại chuyện này, ép buộc phải trở thành nhân vật phản diện số 2, và kết quả là chết thảm vào tuổi 20. Adil chỉ chăm chú vào tiền bạc, vì vậy cô thả lỏng cho Noela sống thoải mái một chút, nhưng cô chỉ muốn để em gái sống yên ổn đến năm 20 tuổi. Tuy nhiên, vào tiệc tối hôm sau của gia tộc, Noella lại xuất hiện tay trong tay với người yêu mới, khiến cả hội trường ngẩn ngơ. Chuyện gì vậy, anh ta từng công khai theo đuổi người chị, giờ lại nắm tay em gái dự tiệc một cách công khai. Không khí xung quanh lập tức tràn ngập mùi dưa, câu chuyện thú vị. Adil không muốn trở thành trung tâm của tin đồn, nên cô đi ra ban công để hóng gió. Nhưng không ngờ Noella lại đuổi theo, hét lên. Chị ơi, xin lỗi, em đã bảo với anh ấy là phải tách nhau ra, nhưng anh ấy cứ khăng khăng muốn cùng em vào rõ ràng hắn ta chỉ là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường vậy mà lại có thể chơi đùa tình cảm giữa hai người bọn họ ba năm trước hắn ta cầu hôn với a và tuyên thệ rằng sẽ cưới cô làm vợ nhưng giờ đây lại nắm tay em gái của cô tham dự buổi tiệc tuy nhiên chị gái a lại vô cùng độ lượng không giận thậm chí còn chúc phúc cho cặp đôi trước mắt bởi dù sao thì số phận của la cũng không dài lâu hơn nữa ước mơ của cô là kế thừa gia sản và trở thành người giàu có mặc dù lớn lên cùng người đàn ông này nhưng nếu họ thật sự yêu nhau tại sao không để họ được tự do còn mình thì rảnh rang lo việc lớn a điều còn chú đáo nghĩ cho em gái khi cha về chị sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ấy chỉ có điều vì quá tự tin nên a điều đã không nhận ra ánh mắt thương hại mà noella dành cho mình cũng không chú ý đến đám quý phụ trước đây luôn vây quanh mình giờ đây đều chạy sang bên cạnh em gái cô cho đến khi một người đàn ông xuất hiện đó là anh họ của a điều với vẻ mặt có chút trêu chọc anh hỏi giờ thì em không thể kết hôn rồi đúng không nhưng em không biết rằng, người thừa kế phải là người đã kết hôn sao? Tin tức này như xét đánh ngang tay Adil. Buổi tiệc còn chưa kết thúc, Adil đã tìm gặp quản gia, chất vấn tại sao mình chưa từng nghe thấy quy định này. Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Adil là con gái lớn, lại là con chính thức và tài năng xuất sắc được cha yêu quý. Dù không thực hiện hôn nhân chính trị trong lễ trưởng thành, nhưng có Giel chàng trai trước đây đã cầu hôn cô, cả hai chắc chắn sẽ tiến đến hôn nhân. Nhưng rồi Giel lại chọn nói Noella tại thời điểm này a điêu nảy ra một ý định cô hỏi quản gia cha có để lại lời dặn dò gì khi đi vắng không quản gia trả lời mới đây lão gia có gửi thư về nói rằng khi ông trở lại sẽ tổ chức hôn lễ cho tiểu thư chỉ có như vậy mới bảo vệ được tư cách thừa kế và lá thư ấy lại do noella đưa tới cho quản gia a điêu cả đời cẩn thận mọi chuyện vậy mà a điêu lại bị em gái mình chơi một vố như thế cô siết chặt tay lại tôi phải trực tiếp xử lý chuyện này Hiện giờ A thực sự muốn lấy mạng em gái, cô có thể chấp nhận cho đối phương cướp mất tình yêu của mình, nhưng không cho phép cô ta đụng tới tài sản của cô. Bởi vì đối với A mà nói, tình yêu không quan trọng bằng tiền bạc. Hầu gái khuyên A bình tĩnh lại chút, đợi bá tước trở về. Bọn họ có thể báo với ngài ấy. Tuy nhiên, A Điêu hiểu rõ tính cách của cha mình, lạnh lùng vô cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích. Nếu ông biết được rằng người đàn ông của con gái lớn đã bị em gái cướp đi, ông chỉ sẽ nói một câu, em gái đúng là có bản lĩnh. Lúc này, A-Diu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Tôi sẽ tìm một đối tượng kết hôn khác. Cô cười tự diễu, ách ba chân khó tìm, còn đàn ông hai chân thì đâu thiếu gì. Chỉ cần trước khi cha về, cô có thể tìm được một người đàn ông còn đẹp trai, tài giỏi, giàu có hơn GL, có nhân phẩm tốt, lại thuộc tuyết người kiềm chế. Cô hoàn toàn có thể nói với cha rằng chính cô đã đá GL đi, thay người khác kết hôn. Nhưng khi điều kiện được đặt ra, A-Diu lại cảm thấy nản lòng tìm đâu ra người như vậy người hầu cũng đâm ra lo lắng một người đàn ông như thế chắc chỉ có các hiệp sĩ trong nhà thờ thôi câu nói này lập tức nhắc nhở a điêu ngày hôm sau cô lên xe ngựa đi tìm chồng dọc đường người hầu hỏi cô tiểu thư chị thực sự nghiêm túc sao a điêu nghiêm mặt đáp ta bắt buộc phải kế thừa gia nghiệp vì vậy ta nhất định phải đưa một người chồng trở về nhưng đống vàng đầy ắp trong xe hầu gái không nhịn được hỏi tiểu thư mang theo nhiều tiền thế này để tìm chồng làm gì lý lẽ của A Điều rất chặt chẽ, sao ta có thể đi tay không được. Vì để chỉ hoãn thời gian cha cô trở về, cô còn đặc biệt, nhờ em trai cây đần giúp phá hủy cây cầu bi trinh để cha không về sớm. Người hầu ngờ ngợ hỏi, sao không để cậu ấy dẫn người về luôn. Lúc này, A Điều nhớ lại, cây đần người em trai có tính cách INE lại cùng chị gái, lúc nào cũng giữ thái độ thù địch với những người đàn ông xung quanh cô. Nếu cậu ta biết chuyện này, chị E sẽ hỏi cô, chị muốn hắn hẹo thế nào? Tuy vậy, khác với vẻ ngoài lạnh lùng dữ tợn, ở trước mặt chị gái cây đần lại giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn rất nhanh họ đến nhà thờ nhưng tiếc là người chủ giáo có thể kết nối giúp cô lại không có mặt a không muốn về tay không bèn gõ cửa một căn phòng khác không ngờ khi vào lại thấy tối om chỉ có một giọng nói trầm thấp vang lên theo tiếng vọng mờ ảo vì để kế thừa gia nghiệp tiểu thư của phủ bá tức bước lên con đường tìm kiếm chồng và giờ đây dường như cô đã nhìn thấy điểm kết thúc trước mắt cô là một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt ngọc bích dưới ánh mặt trời anh ta tựa như một vị thần hạ phàm a điêu ngay lập tức đứng lặng người choáng ngợp chỉ đến khi tiếng gọi đều đặn của anh ta vang lên cô mới lấy lại được chút tỉnh táo chưa kịp để anh giới thiệu a điêu với trí thông minh sắc bén cùng những dụng cụ nhỏ bé của mình đã nhận ra ngay thân phận của anh ta anh là đội trưởng đội kỵ sĩ lần đầu gặp mặt mong anh chỉ bảo nhiều hơn câu nói của cô khiến anh ngỡ ngàng ánh mắt cảnh giác lóe lên hỏi lại cô làm sao biết được thực ra chỉ bằng một ánh nhìn Adil không chỉ nhận ra thân phận của anh ta mà còn phát hiện ra anh mới đến đây. Nếu không với vẻ ngoài đẹp trai như vậy, chắc chắn anh ta sẽ khiến các cô gái xông vào nhà thờ và kéo về làm chồng mất. Đúng rồi, làm chồng. Nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của anh ta, nghe giọng nói trầm ổn của anh, Adil bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng to gan. Có lẽ đây chính là cơ hội để Adil nhờ ngài chủ giáo giúp đỡ, mong đối phương giới thiệu cho cô một đối tượng kết hôn phù hợp. Vậy thì sao không thể là người đàn ông trước mặt này? Đối phương dù tuổi còn trẻ, nhưng đã thành công trong sự nghiệp, trở thành người đại diện của nhà thờ. Nghĩ vậy, A Điêu quyết định khéo léo thăm dò, tôi tên là A Điêu, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào nhỉ? Người đàn ông lịch sự đáp lại, tên tôi là Gillian. Cô lại tiếp tục hỏi, anh trông thật trẻ, chắc cũng tầm tuổi em trai tôi nhỉ? Anh ta nghĩ rằng mình bị cô gái trước mặt ghét bỏ vì quá trẻ, anh nhíu mày đáp, tôi 27 tuổi. A Điêu trong lòng thầm cười, cô mới 21 tuổi. A Điêu lại hỏi, nhưng mà anh đẹp trai như thế, hẳn là phu nhân cũng phải là mỹ nhân lắm nhỉ. Lúc này, Gillian lạnh lùng đáp lại, tôi chưa kết hôn. Người theo chủ nghĩa vô thần như A Điêu cũng phải thốt lên rằng, Chúa ơi, cảm ơn ngài đã đưa người đàn ông này đến trước mặt con. Hiện giờ, cô vẫn còn một câu hỏi vô cùng quan trọng muốn hỏi đối phương. Anh có thích tóc vàng không? Loại hình có vẻ ngoài như thiên sứ vậy. Câu hỏi này, để ngăn chặn chuyện người chồng, mà cô mới vừa nhắm chúng lại bị em gái trà xanh cướp mất. Lần này, Aduel còn chưa nói hết câu, Leon đã cắt ngang. Đầu tiên anh bày tỏ bản thân ghét màu vàng. Tiếp đó anh cho rằng trên thế gian này không có thiên sứ. Anh vừa dứt lời, trong lòng Aduel liền chắc chắn. Chỉ thấy cô tiến thẳng tới trước mặt đối phương, nghiêm túc và kiên định nói: Chúng ta kết hôn đi. Để kết hôn với người đàn ông trước mặt, Aduel hứa với đối phương rằng mặc kệ anh muốn tiền bạc hay quyền lực thì cô cũng sẽ sử dụng hết tiềm lực gia đình mình, giúp anh đạt được tất cả những gì anh muốn. Nghe xong những lời Adil nói, Zillion hơi ngỡ người, không tin lắm hỏi lại. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, cô đâu hiểu tôi gì. Adil mỉm cười, đáp lại một cách điềm tĩnh. Tôi chỉ cần quan sát những biểu cảm nhỏ và chi tiết nhỏ của anh, tôi đã hiểu phần nào về anh rồi. Nếu như thế vẫn chưa đủ, chúng ta có thể từ từ làm quen. Nhưng không ngoài dự đoán, anh từ chối lời cầu hôn của cô. Dù anh không tìm kiếm tình yêu, nhưng anh biết Adil chỉ muốn một cuộc hôn nhân mang tính hợp đồng, để có được vị trí thừa kế. Cô cần một người chồng phù hợp để đạt được mục đích, và anh chỉ là một phần trong đó. Adil có hơi mất mát, cô biết người đàn ông này không dễ dàng tiếp cận, nhưng cô không ngờ lại khó khăn đến vậy. Hết cách Adil chỉ đành xoay người rời đi. Nhưng khi trông thấy bóng lưng xa dần của cô, biểu cảm trên gương mặt Zillion như nứt ra. Những điều kiện Adil đưa ra, làm ăn nghi ngờ về sự tự tin trước nay của mình. Rốt cuộc điều anh luôn theo đuổi là gì? Lúc này, Adil đột nhiên dừng lại, cô vẫn không muốn từ bỏ cô quay lại nở một nụ cười nói tôi sẽ dùng vàng để trải một con đường cho anh vì anh trải hoa lên những con đường cũ xem ra cách người giàu theo đuổi người khác đều là dùng tiền để ném về phía đối phương với sự hào phóng của mình a điêu nghĩ rằng sẽ thuyết phục anh ai ngờ lần này Gillian không còn im lặng nữa anh gọi người đến ra lệnh kéo a điêu ra ngoài bên ngoài nhà thờ người hầu thấy tiểu thư bị dẫn ra ngoài liền vội vàng hỏi có chuyện gì không phía sau giọng của Gillian cất lên một cách lịch sự dạo này trăng mới lên không thể không lo lắng về sự xuất hiện của ma thú để tôi tiễn cô đến ngã ba trước thái độ lạnh lùng của anh Adil chỉ đành từ chối cô lôi kéo người hầu rời đi nhưng vừa rẽ một khúc ngoặt Adil đã đổi ý quay lại từ nhỏ cha cô đã dạy rằng nếu không đạt được mục tiêu sẽ không bao giờ bỏ cuộc hơn nữa nếu không thể đưa Gillian về làm chồng có lẽ cô sẽ không còn nơi nào để về nữa và sau khi tiễn a đi một nhóm kỵ sĩ ào ảo kéo vào phòng của Gillian. Sự xuất hiện của Adieu khiến cả đoàn kỵ sĩ xôn xao, vì cô ấy không chỉ đẹp mà ra thế lại vô cùng vinh hiển, nếu kết hôn với cô ấy, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ thay đổi, vinh quang nhờ nhà vợ. Nghe những lời bàn tán ấy, Gillian cảm thấy rất nhức đầu, anh thẳng tay đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, nhưng có một câu nói khiến anh do dự một lúc và giải thích. Người đàn ông này là một thánh kỵ sĩ lạnh lùng cao ngạo, không thích phụ nữ, chỉ thích làm thần. Còn Adieu lại là thiên kim của một gia đình giàu có, không tin vào thần thánh mà chỉ yêu tiền vì vậy khi zilion lần đầu trông thấy cô anh liền cảm thấy giữa hai người không hợp vì điều này anh đã ngay lập tức đuổi cô ra khỏi nhà thờ nhưng khi anh nghe các kỵ sĩ bàn tán về việc quái vật đang lộng hành bên ngoài xe ngựa đi lại rất nguy hiểm zilion lại không khỏi do dự và quyết định chạy ra ngoài nhưng khi anh đi được vài bước anh lại đụng phải một nữ tín đồ lớn tuổi dẫn theo hai tình nguyện viên linh cảm của zilion khiến anh không thể không nhìn về phía họ chỉ thấy người đến với mái tóc đen bóng bay trong không trung ngay sau đó, Adieu cười tươi tắn chào hỏi anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Jillian thấy cô không có ý định rời đi, cũng không nói gì mà quay người đi. Hầu gái rè rặt hỏi tiểu thư: Chúng ta thực sự sẽ ở lại đây sao? Ban đầu Adieu làm vậy chỉ để thử vận may, nhưng khi lần nữa trông thấy người kia, cô chắc chắn bản thân đã trúng thưởng rồi. Một người cả ngày lạnh lùng như anh ta, vậy mà lại vì cô mà dao động. Điều này khiến Adieu không nhịn được mà bật cười. Rebecca, nữ tím đi bên cạnh họ thì lại không hài lòng. Cô không thích Adil bởi đôi mắt của cô ngập tràn dục vọng, không thích hợp ở lại trong một nhà thờ thiêng liêng. Vì vậy, sau khi Adil và người hầu rời đi, Rebecca mới bắt đầu nói những lời không hay về cô. Nhưng Adil chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục ngắm nhìn các kỵ sĩ trẻ đẹp trong sân luyện tập. Trong lòng thầm nghĩ, chúng ta đến đúng nơi rồi, đây mới chính là thiên đường. Lúc này bên tai bọn họ vang lên tiếng nói, người xuất hiện là Raynard, đội phó đội kỵ sĩ, đối phương không giấu được thiện cảm dành cho Adil. Từ việc khen cô xinh đẹp đến ngỏ lời nếu cô có việc gì thì cứ tìm anh, anh gần như muốn lập tức tiến tới Rayla trên mạng xã hội với cô luôn. Nhưng khi họ đang trò chuyện vui vẻ, Zillion lại xuất hiện, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, trông cậu có vẻ rảnh rỗi, là bài huấn luyện đơn giản quá phải không? Dưới sức ép của đội trưởng, Raynut vội vàng rời đi, chỉ còn lại một nam một nữ. Zillion liền khuyên Adil về nhà, vì ở lại đây chẳng có ý nghĩa gì, anh sẽ không thay đổi quyết định và chấp nhận cô. Adil nhẹ nhàng cười nói. Lẽ nào ngài nghĩ rằng tôi ở lại đây là để ngài thay lòng chứ?" Jillian nhíu mày, "Vậy cô quay lại đây làm gì?" "À, điều đáp, chỉ cần tôi mang về một người kết hôn, thực ra không cần phải là anh cũng chẳng sao." Cách cô nói làm Jillian ngạc nhiên, anh tưởng rằng cô quay lại là để theo đuổi anh, nhưng giờ anh mới nhận ra, cô không phải như vậy. Khi rời đi, tâm trạng của anh có chút phức tạp, người hầu hỏi cô, "Thật sự từ bỏ đội trưởng rồi sao?" A mỉm cười bước đi, trả lời, Ai đã từng thấy mặt trời rồi thì làm sao lại ôm lấy một ngọn đuốc nhỏ được. Cô chỉ đang muốn làm cho anh không còn cảnh giác nữa, để thu hút sự chú ý của anh, khiến anh nghĩ rằng mình đã lạc hướng, từ đó có thể kéo gần khoảng cách giữa họ. Nhưng thật tiếc, ngoài Jillian, cũng không thiếu những người đàn ông tốt xung quanh cô. Khi công việc được phân chia, Rebecca dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ, chỉ vào những đống bát đĩa chất cao như núi và nói, cái này giao cho các cô, hôm nay phải làm xong. Rebecca không che giấu sự ghét bỏ đối với Adil, Cô không thích sự khoe khoang của cô ấy và đặc biệt ghét cô nhìn chằm chằm vào Jillian. Vì vậy, mục tiêu của cô chính là làm khó Adil. Để đối phương biết khó mà lui. Nhưng Adil hiểu rõ mưu đồ của cô, chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy công việc rửa bát. Cô không giận vì hiểu rõ lý do Rebecca làm vậy. Hơn nữa gây mâu thuẫn với người ở đây chẳng có ích gì cho chuyện tìm chồng cô. Adil bộc gọn tóc lên bắt đầu làm việc, cứ vậy cần mẫn đến khi trời tối. Trong bữa tối căn phòng ăn bình thường vắng vẻ nay lại đông kín các kỵ sĩ đều tò mò muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Giữa đám đông, Gillian cũng xuất hiện. Tuy nhiên, khác với những kỵ sĩ muốn tiếp cận Adil, anh tỏa ra một áp lực lạnh lùng như thể đang cảnh báo, đừng lại gần các kỵ sĩ của tôi. Nhưng khi bữa ăn sắp kết thúc, vẫn chưa thấy Adil xuất hiện. Tín đồ lớn tuổi không nhịn được hỏi Rebecca L. Tại sao tiểu thư Adil không đến? Rebecca lén lén liếc nhìn Gillian sau đó giả vờ vô tội nói, công việc tôi giao không khó đâu, có thể cô ấy chưa quen làm công việc thô thiển, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, tiểu thư có thể cố ý không đến, dù sao thì cô ấy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làm sao có thể quen với những bữa ăn thô sơ như vậy. Nghe xong, Gillian đứng dậy định rời đi, nhưng ngay lúc này, một giọng nói mê hoặc vang lên khiến anh dừng lại. Vị Thiên Kim tiểu thư nói sẽ dùng vàng để lót đường cho anh đi hiện giờ, trong tay lại bưng một khay khoai tây lớn xuất hiện trước mặt mọi người. "Làm phiền chuyển qua bên đó giúp tôi." Rebecca lúc này mặt đầy lo lắng. Một là vì cô ấy vừa mới nói xấu người khác Và lại bị chính người ấy nghe thấy Hai là cô không tin rằng một đống bát đĩa Cả mấy trăm cái Mà Adil lại có thể rửa xong trong hai ba giờ đồng hồ Khi thấy Adil Zillion đang chuẩn bị rời đi lại quay lại chỗ ngồi Đối diện với câu hỏi của cô Anh không chút thay đổi sắc mặt Không chút bối rối Tôi chưa ăn no Adil trong lòng thầm cười Đối phương rõ ràng là đang đề phòng cô có âm mưu với các kỵ sĩ khác Nhưng thực tế anh mới là con mồi Dù vậy lúc này cô không có tâm trạng để nói chuyện chỉ lột một củ khoai tây luộc nhấm nháp từng miếng cô vui vẻ đến nỗi suýt nữa bay lên được vì cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi bên cạnh rebecca đã tỉnh lại từ sự lo lắng trước đó cô không cần phải miễn cưỡng ăn những thứ này đâu chúng tôi đều biết cô xuất thân từ gia đình danh giá làm sao có thể để mắt đến những món ăn như vậy được a à, điều nghĩ thầm đúng là tự dâng điểm yếu tới để cô bắt bẻ mà vì vậy cô liền chỉ trích rebecca làm sao cô có thể nói khoai tây như vậy mỗi miếng thức ăn đều rất khó khăn mới có được. Cô còn đáp lại những lời cô ta đã nói trước đó, gia đình chúng tôi dùng rượu vang là để mang đến cuộc sống tốt hơn, cho dân chúng miền Nam, ăn đồ ăn trồng trong nhà kính, là để tạo ra các chủng loại tốt hơn cho mọi người. Sau đó bán chúng với giá thấp để mọi người đều có thể mua được. Gia tộc lớn chúng tôi có trách nhiệm, mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân. Mỗi lời của Adil đều như vừa như đang khoai khoang lại giống như đang chế diễu Rebecca. Cô đúng là một kẻ không biết gì về thế giới dưới áp lực từ sự giàu có tuyệt đối của Adil, Rebecca tức đến câm nín. Khi Adil đứng dậy, Reynard hỏi cô, cô ăn no chưa? Adil cười và nói, tôi định ăn một cái bánh mì, nhưng tiếc là đến trễ quá, bánh mì hết mất rồi. Câu nói vừa dứt, bánh mì liền được đưa đến từ bốn phía. Adil không lấy của ai, chỉ nói, lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn, rồi quay người rời đi. Suốt quá trình, Gillian không hề nói một câu nào, nhưng khi nhìn theo bóng lưng cô, anh đột nhiên cảm thấy căn phòng ăn náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường tín đồ lớn tuổi nhận ra sự khác lạ của anh liền hỏi cháu sao vậy zilion dối lòng đáp không có gì chỉ là cảm thấy quá ồn ào tín đồ lớn tuổi chỉ tay vào chiếc bánh mì trong tay anh vậy cháu định đưa bánh mì này cho ai cả đời này zilion chưa từng gặp phải một cô gái như vậy dù có gia tài cách xù vẻ ngoài sang trọng nhưng mặt lại rất dày mới gặp anh lần đầu đã nói chúng ta kết hôn đi nhưng anh lại không thể nào ngừng nghĩ về cô mình đúng là điên rồi, Gillian thầm nghĩ. Anh biết rõ Adil không hợp với mình, sự xuất hiện của cô đối với anh là rất bất lợi, nhưng anh vẫn sống yên bình như mặt hồ phẳng lặng, không hề nhận thấy rằng anh đã bị cô làm sao động. Nếu không, tại sao khi Adil nói muốn ăn bánh mì, tay anh lại cầm lấy một chiếc bánh mì, như thể đang chờ đợi để đưa cho cô. Biến đổi tình cảm như vậy khiến Gillian cảm thấy sợ hãi. Trước khi nhận được thứ mình muốn, anh không thể có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Vì vậy, anh khoác áo ngoài, trong lòng đếm ngược, còn 13 ngày nữa, cha xứ sẽ trở lại, trong khoảng thời gian này, dù Adil nói gì, dù ánh mắt cô có bao nhiêu ý cười, tôi cũng phải ngừng lại. Tuy nhiên, một tiếng động trong bụi rậm đã, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Chỉ thấy Adil ôm theo một chiếc chậu gỗ, miệng lẩm bẩm một câu gì đó, khi quay người, phản ứng đầu tiên của cô là ngạc nhiên nhìn thấy Jillian. Sau khi hồi thần, cô không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Nhìn thấy đối phương bị thác nước làm ướt, Adil không nhịn được mà cảm ơn sự trợ giúp của Rebecca. Nếu không phải sau bữa ăn cô ấy kiểm tra lại bát đĩa mà không tìm thấy lỗi nào, cô ta cũng sẽ không yêu cầu cô ngoài để nhặt cành cây làm dụng cụ rửa bát, và cũng sẽ không có cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, Adil vội vàng giải thích rằng mọi chuyện chỉ là tình cờ. Nhưng không ngờ, Gillian vẫn đứng đó, im lặng nhìn cô. Cuối cùng, anh mở miệng hỏi, cô không biết ở đây có quái vật sao? Tại sao cô lại kiên trì như vậy? Lúc này, Adil không còn cười nữa, cô trả lời Gillian, mỗi người đều có mục tiêu mà người khác không thể hiểu được mục tiêu mà tôi không thể hiểu chính là mục tiêu cả đời anh vì mục tiêu đó dù phải đi nhặt cành cây rời núi tôi cũng sẽ làm dưới ánh trăng cô gái lòng đầy kiên định phá lệ giống như một tia sáng như thể chiếu thẳng vào tâm hồn người đàn ông anh nhận lấy chiếc rổ trong tay cô và ôm vào lòng đi thôi chẳng phải cô nói trời đã khuya phải trở về rồi sao a hơi ngẩn người trong giây lát sau đó không nhịn được mà nói nếu anh làm vậy tôi sẽ hiểu lầm đấy Tuy nhiên, khi quay người, Jillian đã lộ ra một nụ cười rất nhỏ mà khó có thể nhận thấy. Vậy cô cứ hiểu lầm đi. Dưới ánh trăng, người hiếm khi để lộ cảm xúc như Jillian lại mỉm cười. a tưởng mình hoa mắt, muốn lại gần để nhìn kỹ, nhưng ngay lập tức, Jillian tăng tốc chạy vù đi. Mỗi khi cô gần như đuổi kịp, anh lại tăng tốc, cả hai cứ thế một người chạy một người đuổi đi về phía nhà thờ. Khi đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cô chắc chắn rằng, nụ cười ấy chỉ là ảo giác, cô nhìn nhầm rồi. Khi từ biệt, Adil dặn anh về sớm và chú ý an toàn trên đường. Zillion lập tức hỏi, cô quan tâm tôi à? Không ngờ, nghe xong, Adil bật cười ha ha, so với những con quái vật nguy hiểm, có lẽ tôi mới là người nguy hiểm hơn. Câu này khiến anh bối rối. Adil thả thính xong lại bỏ đi, để lại Zillion một mình ngẩn ngơ ở đó. Những ngày sau, Rebecca nỗ lực tìm ra sơ hở của cô, nhưng chẳng tìm được gì, trong khi đó, trong nhà thờ, ngoài cô ta, tất cả mọi người đều ca ngợi Adil hết lời. Rebecca khó chịu không biết làm sao để đuổi cô đi. Bất chợt, cô ta trông thấy Gillian đang đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì đội trưởng không bị sắc đẹp của người phụ nữ xấu làm mê hoặc. Cô ta cũng lợi dụng cơ hội để chỉ trích, nói rằng, là tín đồ của thần thánh, hành động của Adil quá lố, quá phù phiếm. Gillian nhìn người Adil được các kỵ sĩ vây quanh, quả thật rất phù phiếm, tất cả bọn họ đều như điên rồi. Rebecca gợi ý rằng, với một người nguy hiểm như vậy, chắc chắn phải có ai đó đi cùng để giám sát. Anh nghĩ đến Mika, nhưng Gillian lại nói rằng người đó không đủ quyết đoán. Rebecca lại nói vậy Reynard dũng cảm thì sao? Nhắc đến cái tên này, hai người bọn họ nhìn cùng nhìn về phía Reynard đang ngoan ngoãn vẫy đuôi trước mặt Adil, thật không ra gì. Nhưng sau đó, không quan trọng Rebecca đề xuất ai, Gillian đều từ chối một cách thẳng thắn. Cuối cùng, anh miễn cưỡng nói, không còn cách nào, chỉ có tôi mới có thể giám sát cô ấy. Rebecca nghe vậy cảm động, ngước nhìn anh và thầm nghĩ, ôi, người đàn ông này thật đáng tin cậy. Trong khi đó, Adil không hề hay biết, ngày hôm sau cô nhận được thư từ nhà, vì cây đần đã quá lâu không nhận được thư của cô, nên cậu em trai cùng chị này sắp phát điên rồi. Chàng trai này không yêu một ai, trong lòng chỉ có chị gái. Vì chị, cậu ta sẵn sàng phá hủy cây cầu nối, trên đường đi để ngăn cha về nhà chỉ cần chị gái thân yêu muốn dù bị mảnh vỡ của núi đá cắt vào mặt, trong đầu cây đần vẫn chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng cũng xong, mình sẽ được về nhà gặp chị rồi. Tuy nhiên, khi người hầu đưa thư nhà cho cậu, nhìn thấy con dấu gia tộc trên thư cây đơn không vui rồi. Tại sao chị không gửi cho mình, cậu nhận ra rằng ba thư gần đây không phải là do chị viết, điều này khiến cậu lo lắng. Chị ấy có chuyện gì rồi sao? Người hầu giải thích rằng, có thể tiểu thư quá bận rộn, nếu có chuyện gì, Diel nhất định sẽ thông báo ngay. Cây đần không tin, nói, dù chị ấy có bận, cũng sẽ viết cho tôi vài câu, vì chị ấy hiểu tôi mà. Câu nói sau đó của cây đơn có nghĩa là, nếu không có tin tức của chị, tôi sẽ phát điên mất. Đáng tiếc, lúc này A thực sự rất bận, bận với việc lên kế hoạch chinh phục anh rể tương lai của cây đần. Kể từ khi Jillian tự nguyện nhận công việc giám sát cô, việc đầu tiên anh làm là thay cô ấy cho một công việc mới. Công việc rửa bát và gọt khoai tây quá nặng nhọc. Vì vậy anh chọn cho cô công việc chăm sóc trẻ em, vì công việc này không cần gặp các kỵ sĩ nhiều, lại nhẹ nhàng không mệt mỏi. Nhưng anh đã bỏ qua một vấn đề, những đứa trẻ được gửi đến nhà thờ thường là những đứa trẻ nghịch ngợm, đặc biệt là một cậu bé, dựa vào dòng họ bá tước, mẹ lại là quý tộc, rất ngỗ ngược. Cậu ta chỉ tay vào Adil và gầm lên, tại sao tôi phải nghe lời cô? Adil lập tức thay đổi sắc mặt, nói, đừng chỉ tay vào tôi, nếu không tôi sẽ bẻ tay cậu đấy. Thật ra cậu bé không xấu, chỉ là bị gia đình nuông chiều quá mức, nghe cô nói thế, cậu lập tức sợ hãi bỏ chạy. Nhìn cậu bé vội vã chạy đi, Adil không khỏi nghĩ đến cây đần, không biết giờ này em ấy thế nào. Người đàn ông là một hình mẫu Mỹ Nam lạnh lùng băng giá rất được chị em chào đón, nhưng tiếc là anh không mấy quan tâm đến phụ nữ. Tuy nhiên, một người phụ nữ có nụ cười có thể quyến rũ lòng người đã xuất hiện, phá vỡ tất cả nguyên tắc của anh. Zillion không thích những môi trường ồn ào, nhưng Adil lại dẫn trẻ con đến tham quan buổi huấn luyện. Đội trưởng có chút không vui, nhưng khi anh định rời đi, Adil đã ngăn cản không cần đâu, tôi không phiền. Để khiến đám trẻ nghịch ngợm ngoan ngoãn học tập tốt, Adil đã thay đổi hình ảnh của anh từ một thiên tài thành một người, từ nhỏ đã tinh nghịch. Khi bọn trẻ hỏi, Gillian không vạch trần lời nói của cô, ngay cả khi mọi người đang cầu nguyện, anh cũng cố ý chọn ngồi cạnh cô. Xin hỏi chỗ này có ai không? Adil tránh xa anh, vì Rebecca đang nhìn chằm chằm về phía cô như hổ rình mồi. Khi người đàn ông vừa ngồi xuống, cô liền hỏi, vì ghét tôi, nên anh mới bảo tôi đi trông trẻ phải không? Gillian cảm thấy rất ấm ức, anh thực sự nghĩ công việc ở đó sẽ nhẹ nhàng. Nhưng lần này anh không nói lời lẽ mâu thuẫn. Không, tôi bảo cô đi là vì, nhưng chưa kịp nói hết câu. Rebecca đã lên tiếng yêu cầu adieu lên cầu nguyện thậm chí còn chỉ định chương cho cô đọc. Cô mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng thầm nghĩ, nó như thế nào nhỉ, mau nhớ lại xem nào. Chính vào lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, nếu cô lại để lộ bộ mặt thật, chắc chắn sẽ có người yêu cô. Không biết từ khi nào, jillian đã đứng cạnh cô lặng lẽ che chắn cho cô khi tảng băng ngàn năm sắp tan chảy thì jillian nhận được thư từ giám mục thông báo hai ngày nữa ông sẽ đến nhà thờ khác với những kỳ vọng ban đầu lúc này jillian cảm thấy một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng mi cờ nhìn lũ trẻ chơi đùa bên ngoài thở dài họ vui vẻ chẳng được bao lâu đâu tiểu thư adil sắp về nhà rồi nghe vậy jillian lập tức tỉnh ngộ anh suýt quên mất mục đích của cô khi đến đây tìm kiếm chồng rồi về nhà kết hôn cờ vẫn tiếp tục nói một mình, gần đây, Reynard ngày nào cũng cố gắng tiếp cận Adil, chắc là muốn chiếm được trái tim cô. Gillian không thể ngồi yên, vội vàng chạy ra ngoài, và đúng như anh dự đoán, anh nhìn thấy hai người đang nói cười vui vẻ. Khi nhìn thấy cô ấy cười với người đàn ông khác, trong lòng anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Khi biết rằng Reynard đang cố tỏ ra ngầu trong lúc làm mẫu vung kiếm, Gillian lập tức vung tay, một cây đại thụ ngay trước mặt lập tức đổ xuống, bụi mù cuốn lên, anh vẫn bình thản, đó là cách làm mẫu sao. Anh quay sang trách mắng Raynard, bảo cậu phải làm tốt hơn, không được để người tin tưởng và trao cơ hội cho mình thất vọng. Raynard, bị mất mặt, trong lòng rất khó chịu. Đúng lúc này, lũ trẻ lại vây quanh gọi anh đi. Khi chỉ còn hai người, Gillian lại tiếp tục dạy bảo Adil, là người thừa kế của thương đoàn, cô phải thận trọng khi nhìn nhận người khác. Raynard không phù hợp để chỉ dẫn trẻ em huấn luyện. Người phụ nữ cảm thấy rất mơ hồ, cô vừa định đáp lại thì một cơn gió mạnh thổi qua làm tóc cô bay tán loạn. Lúc này, người đàn ông ngay lập tức quay mặt đi, đứng chắn trước mặt cô, che chắn gió, với vẻ mặt rất ưu tư. Cuối cùng, anh thở dài và nói, tôi bảo cô đến đây không phải vì tôi ghét cô, mặc dù có thể tôi hơi thích cô một chút. Nhưng đối với sự tinh tế và nhạy bén của Adil, chỉ một lời giải thích đơn giản như vậy, cùng với việc anh ngồi cạnh cô trong lúc cầu nguyện trước đó, cũng đủ để cô nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của anh đối với mình. Cô hiểu rằng, chỉ cần một tia lửa nhỏ nữa, cô sẽ hoàn toàn chiếm được trái tim của Gillian lúc cô chuẩn bị về nhà chuẩn bị bữa tối a điều phát hiện ra một điều kỳ lạ dù thương đoàn của họ đã đóng góp rất nhiều cho nhà thờ nhưng tại sao mọi người vẫn chỉ ăn khoai tây và khoai lang mà chất lượng lại rất kém vì vậy vào buổi tối cô quyết định hành động chia thành hai nhóm hầu gái được giao nhiệm vụ đi tìm một người còn cô sẽ đi gặp Roy baker phản ánh về vấn đề bữa ăn không hợp lý Rebecca baker ngay lập tức tỏ ra khó chịu cô đang nghi ngờ tôi tham ô tiền của nhà thờ sao cô đang vu khống tôi à vì muốn có được trái tim của Jillian, Adil đã không ngần ngại dâng mình làm mồi cho quái thú, nghĩ rằng chỉ có vậy Jillian mới cảm thấy áy náy và tình cảm dành cho cô, cũng sâu nặng hơn. Vì một vài hiểu lầm, Adil không su dính túi bị đuổi ra ngoài, sau khi biết chân tướng thì dù Jillian là một tảng băng lạnh lùng, cũng sẽ tan chảy. Để mọi chuyện đúng theo kế hoạch, Adil đã tạo ra một vở kịch. Cô kêu người hầu đi tìm đội trưởng chính trực, còn cô thì đi gặp Rebecca, đưa ra vấn đề về bữa ăn và yêu cầu cô ta cùng đi gặp nhà cung cấp, để làm rõ. Adil thực sự tin tưởng vào phẩm hạnh của Roy Baker, mặc dù cô ta rất giỏi trong việc trả thù cá nhân, nhưng chắc chắn không làm hại nhà thờ. Cô nghĩ chắc chắn là bị nhà cung cấp lừa gạt. Quả đúng như vậy, và khi yêu cầu nhà cung cấp hoàn trả số tiền lừa đảo, đối phương bày tỏ hiện giờ không có sẵn. Tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của Adil, vì vậy cô chỉ đơn giản quăng một đống tiền và nói, coi như tôi mượn của anh. Nhưng từ ngày mai, anh phải cung cấp đủ hàng như đã hứa. Cảnh tượng này, bị mi cờ trông thấy toàn bộ. Ngày hôm sau, khi mọi người ngạc nhiên với bữa ăn bỗng nhiên trở nên phong phú, mi cờ tình gặp đội trưởng, nói rằng, có một chuyện liên quan đến tiểu thư A mà tôi nghĩ cần phải báo cáo với ngài. Sau đó, Gillian đã mời cô ấy gặp riêng, và với giọng hơi nghi vấn, anh hỏi, tối qua cô đã đi đâu, làm gì? Theo kịch bản mà Adil đã dựng, lúc này, người đàn ông trước mặt cô hẳn sẽ nghĩ rằng, cô đã dùng tiền để mua chuộc nhà cung cấp, vì vậy bữa ăn mới trở nên ngon miệng như vậy. Lúc này, A chỉ cần không giải thích, rồi dùng một vẻ mặt thất vọng nói với người đàn ông, nếu anh không tin tôi, vậy thì tôi nói gì cũng vô ích. Vậy thì, tôi sẽ chủ động rời đi. Chúc mừng anh, cuộc sống của anh lại có thể trở lại yên bình rồi. Nói xong, cô liền quay lưng định rời đi, thì bàn tay vươn để kéo cô lại của Gillian vẫn lơ lửng trong không trung do dự không hành động. Người đàn ông này buông bỏ tất cả, chỉ muốn trở thành một hiệp sĩ thánh, nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ đã phá vỡ tâm trạng thanh tịnh và đức hạnh của anh. Aduel tiểu thư, xin dừng lại. Zillion gọi cô. Nghe thấy tiếng gọi của anh, Aduel liền giả vờ quay lại nhìn anh. Cuối cùng anh ấy cũng đã đến, dù muộn hơn một chút so với dự tính. Cô cố ý lộ ra khuôn mặt nghi vấn hỏi: Ngài đến tìm tôi. Lẽ nào là baker đã nói gì? Tôi đã nhắc nhở cô ta nhiều lần rồi mà. Trong kế hoạch của cô, sau khi bị Zillion đuổi cô đi, Robert, người biết sự thật, sẽ vì cảm thấy có lỗi mà tìm đến anh và nói ra tất cả. Khi Zillion biết rõ mọi chuyện. Bất kể vì lý do gì hối hận hay trách nhiệm, thì chắc chắn Geryon sẽ đuổi theo cô yêu cầu quay lại. Đây là một chiêu lấy lùi làm tiến, tạo ra hiểu lầm để gia tăng cảm xúc. Loại kịch bản này, Adil đã xem rất nhiều trên phim truyền hình rồi. Tuy nhiên, có một giây phút cô cũng do dự, nếu anh ấy thật sự nắm tay cô, thì cô phải làm sao? Nhưng cô đã tính sai, vì Jillian đáp Dabto không nghe cô nói. Dù cô nói gì đi nữa, cũng không thay đổi sự thật. Tôi đuổi theo cô và mong muốn cô trở về không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Nghe xong, A Điêu sững sờ tại chỗ, không biết rằng, sau khi cô rời đi, vị giám mục đã quay lại nhà thờ, tìm hiểu về chuyện nhận hối lộ xong, liền giữ Gillian ở lại trò chuyện riêng. Vị giám mục, người đã hiểu rất rõ về tình yêu, lập tức nhận ra trạng thái mất hồn mất vía của Gillian lúc này. Ông dùng đủ mọi cách để kích thích anh, chỉ nhằm mục đích để người đàn ông ngây thơ không hiểu gì về tình yêu này, nhận ra rằng trong lòng anh đã có cô gái kia từ lâu. Khi Gillian nhận ra tình cảm của mình, anh lập tức quay lại và tạm biệt giám mục, có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với Adil, cô ấy đã chiếm được vị trí trong trái tim anh. Nhưng vì anh mang quá nhiều gánh nặng, nên đã chọn cách phớt lờ cảm xúc này. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng mình sẽ mất cô ấy, anh không thể chấp nhận được. Trước khi rời đi, Rebecca thực sự đã tìm gặp anh và nói rằng mọi người đều hiểu lầm Adil. Kết quả là Gillian không nghe cô ấy, mà chỉ chạy đi đuổi theo Adil. Đối với việc níu kéo cô lại, anh đưa ra một lời giải thích hợp lý, làm sao cô có thể rời đi như vậy, cô quên chuyện phải kết hôn với tôi sao? Để thừa kế gia tài và trở thành tài phiệt, Adil đã vất vả theo đuổi người đàn ông này rất lâu. Cầu xin anh kết hôn với mình. Ban đầu người đàn ông không đồng ý, nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, anh lại hối hận. Hóa ra, người đàn ông không hiểu về tình yêu mà cô đã mất công theo đuổi từ lâu, thực ra đã sớm trao chọn trái tim cho cô rồi. Jillian nắm lấy tay Adil bày tỏ. Từ giây phút này, hãy cho tôi ở bên cạnh em mãi mãi. Cách bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy làm Adil muốn bật cười, vì cuối cùng cô cũng có được người đàn ông mà mình khổ sở theo đuổi bấy lâu rồi, nhưng cô phải giữ bình tĩnh, không thể tỏ ra quá phấn khích. Jillian nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô và nói nhỏ, không sao đâu, em cứ cười đi. Chắc chắn em đang vui lắm nhỉ, vì em đã nói rằng cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi cả cuộc đời của em. Nếu em không cười, tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Jillian, người luôn giữ hình tượng kiềm chế, đột nhiên nói những lời đầy mập mờ khiến a điêu có chút bối rối để che giấu sự xấu hổ của mình a điêu liền tìm cách thay đổi chủ đề cô cho đối phương xem con cáo nhỏ của mình nào ngờ vừa trông thấy con vật kia zilion đã nắm chặt kiếm bên hông như thể thứ này rất nguy hiểm a điêu cảm nhận được điều này và liền ôm chặt con cáo nói anh không được làm hại nó zilion cảm thấy khó xử mặc dù anh muốn nói rằng con vật này rất nguy hiểm nhưng thấy cô ấy thích nó quá anh đành giữ im lặng dù sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô. Sau đó, hai người trở lại nhà thờ, sau khi tạm biệt giám mục, bọn họ liền trở về nhà, gặp phụ huynh và tổ chức lễ đính hôn. Ở đây chúng ta phải nhắc đến một chút mưu kế của nam chính. Ngay khi vừa gặp giám mục, anh liền quỳ xuống và nói, tôi hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ được sự chấp thuận của ngài. Không giống như Adil, người chỉ định đính hôn trước, anh đã thẳng thắn và yêu cầu. Hôm nay, dưới sự chứng giám của thần linh, cả hai sẽ thề hẹn một đời, một kiếp, một đôi, giám mục cũng rất phối hợp với Jillian. Ông nói cho Adil biết, nếu đã quyết định nắm tay nhau cả đời, thì không thể hối hận. Hôn nhân là chuyện thiêng liêng, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, hoặc chuyện gì đó không thể làm rõ, thì đều phải học cách nhẫn nại. Lời này khiến Adil cảm thấy không đúng, như thể anh đang ngầm ám chỉ điều gì đó, chẳng lẽ Jillian có khuyết điểm gì sao? Không thể nào, cô đã tự mình xác nhận, chức vụ và phẩm hạnh đều rất xuất sắc, không thể nào là vấn đề ở phương diện đó được. Người đàn ông xấu xa này, sau khi hiểu được lòng mình đã trực tiếp kéo tay người con gái anh yêu thề với thần linh nếu một trong chúng ta vi phạm lời thề này tôi sẽ lấy tính mạng ra để chuộc lỗi nghe những lời này a cảm thấy khá sốc trong mắt cô giữa bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng sao lại có chuyện thề sống chết vì nhau như vậy cô đứng im bên cạnh không dám lên tiếng sau khi tuyên thệ xong zillion cẩn thận đỡ cô dậy lúc này vị giám mục chăm chú nhìn a điêu chằm chằm hỏi cô có điều gì muốn bổ sung vào lời thế không Nhìn thấy không thể không nói gì, Adil đành phải thề bằng danh nghĩa gia tộc, dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ khiến vị tướng đoàn cao quý này có được mọi thứ mà anh ấy muốn, và tuyệt đối không để anh ấy chịu bất kỳ nỗi khổ nào. Cảnh này thực sự khiến nhà gió cười muốn nội thương. Adil lừa Zilean về nhà kết hôn, Zilean không vừa trực tiếp lừa Adil thể sống chết trọn đời. Sau khi ra khỏi phòng, Adil không nhịn được phàn nàn, vị giám mục này sao lại không nói gì, cứ vậy đột ngột như thế. Gillian nghiêng người lại gần Adil và hỏi, đột ngột thế nào? Đối diện với sự gần gũi đột ngột, Adil lập tức lùi lại hai bước và giải thích rằng, bản thân bị tư thế cầu nguyện làm cho giật mình. Thực ra, câu nói đầu tiên của cô là lo lắng về việc thế như vậy ổn không, nếu không cẩn thận sẽ gặp rắc rối lớn. Sau đó, Gillian đi để tạm biệt giám mục, còn Adil ngồi trong xe ngựa đợi anh. Khi giám mục nhìn thấy anh, ông liền hỏi anh có hài lòng với món quà ông tặng không? Ông làm như vậy là để phòng ngừa Adil gian xảo đổi ý đặc biệt tạo ra sự gắn kết thay cho zillion giám mục thúc giục còn không mua cảm ơn ta đi thì ra lời thề vừa rồi giống như con dao hai lưỡi là chúc phúc hay lời nguyền mọi thứ tùy thuộc vào việc người trong cuộc có thể giữ được lời thề chọn đời hay không tuy nhiên có một điều giám mục muốn nhắc nhở zillion rằng chuyện của họ sẽ nhanh chóng bị hoàng gia biết đến zillion không bận tâm anh không quan tâm nhưng giám mục muốn nói rằng nếu a điều biết sự thật biết rằng anh thực sự là hoàng tử lưu lạc bên ngoài biết rằng con cáo nhỏ đó chính là. Mọi người nói rằng Gillian là trai đẹp phái cấm dục, nhưng thực tế khi một khi anh chủ động, thì đôi môi của Adil cũng suýt bị anh hôn đến rách, miễn là anh đã quyết định người phụ nữ đó là cô, anh sẽ không bỏ cuộc. Lúc này Adil vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng, tình cảm giữa họ chỉ là hợp tác vì lợi ích, và Gillian kết hôn với cô chỉ vì cô giỏi mưu kế. Vì vậy, trên đường về, cô ôm con cáo nhỏ trong lòng, nhân cơ hội này, cô sẽ cố gắng bổ sung thêm những điều cần thiết cho Gillian. Dù sau sau khi xuống núi và về nhà gặp cha mình, Adil lo rằng Zilion sẽ không xử lý được, dù anh ta là một người tài giỏi, là đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ, chắc chắn sẽ không bị coi thường đâu. Nhưng muốn trở thành người đàn ông bên cạnh cô vẫn rất khó khăn, vì gia sản của cô quá lớn, mọi người sẽ nghĩ anh đến gần Adil chỉ vì tiền, không tôn trọng anh. Hơn nữa cha của cô cũng không dễ bị lừa. Lúc này, con cáo được Adil ôm trong lòng thò đầu ra ngoài, Zilion tò mò hỏi, em thích động vật nhỏ như vậy sao? A trả lời không phải, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy con vật này, cô lại không nỡ bỏ nó xuống. Thật ra chú cáo nhỏ này không đơn giản, thực tế đây là một rồng bị phong ấn, trên người nó có thứ mà Jillian đã tìm kiếm lâu nay. Đột nhiên A nhớ ra mình chưa đặt tên cho nó. Jillian không do dự chút nào, nói, Ban Lu, cái tên này thật sự rất thích hợp với nó. A cảm thấy cái tên này thật quê mùa, nhưng cô vẫn vừa gọi Ban Lu, vừa ôm con cáo nhỏ. Khi bốn mắt nhìn nhau, Adil dường như trông thấy gì đó trong đôi mắt ấy. Đột nhiên, Gillian ôm con vật nhỏ đi, nói, em lúc nào cũng ôm nó như vậy, sẽ làm hư nó mất. Con nhỏ vẫn phải chú trọng việc giáo dục, có vẻ như sau này khi có con, tôi sẽ phải phụ trách việc dạy dỗ. Không lâu sau, họ đã vào thành, chẳng mấy chốc sẽ đến lâu đài bá tước. A điều búi tóc lên, giơ tay chỉ về phía trước nói, tiếp theo, để tôi cho anh thấy chiến trường mà tôi sống. Khi về đến nhà, A nhận thông tin mới nhất từ quản gia rồi hỏi về thời gian dự kiến cha cô sẽ về. Cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô bước vào cùng một phòng với Jillian. Lần đầu tiên về nhà bạn gái ra mắt, Jillian đã bước vào phòng của cô. Ở ngoài anh là một kỵ sĩ thánh khiết, không quan tâm đến phụ nữ, nhưng khi đối mặt với cô, anh lại mất bình tĩnh. Ví dụ, Adil hỏi anh, thật sự không hứng thú với món trắng miệng à? Nó vừa thơm vừa ngọt, chỉ cần lại gần thôi là có thể làm người ta mất hết lý trí. Nghe vậy, Jillian tiến lại gần và nói, tôi rất thích làm sao có thể không thích những thứ vừa thơm vừa ngọt được ánh mắt si tình này của anh sắp làm tôi ngấy chết mất thôi nhưng tiếc là a điêu còn không hiểu phong tình hơn cả khúc gỗ hoàn toàn không hiểu hàm ý của đối phương cô thậm chí còn đặt cốc trà xuống và để đàn ông lại gần thêm một chút zillion đột nhiên dừng lại và hỏi cô em muốn làm gì a điêu giải thích rằng cha anh có đôi mắt rất sắc bén nếu họ là một cặp mà đứng xa nhau như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói xong Jillian đã đến gần cô và hỏi, như vậy được không? Em có thể khoác tay tôi. Adil rất hài lòng với biểu hiện của anh, đúng là chọn anh làm chồng là đúng đắn. Jillian thật sự vừa đẹp trai, lại chính trực, thông minh và hiểu chuyện. Lúc này, nữ hầu báo tin, bá tước đã về. Adil định rút tay lại, nhưng không ngờ lại bị kéo lại. Em không cần phải che giấu, em quên rồi sao? Bây giờ em là vị hôn thê của tôi. Nghe câu này, trái tim Adil như hững đi một nhịp. Đúng vậy, cô phải bảo vệ người đàn ông của mình thật tốt, sao chưa gì mà cô lại hoảng loạn như vậy? Vì thế, Adil lại nhắc lại, cha của cô thực sự không dễ đối phó, khi cô còn muốn nói thêm gì đó. Cửa đột ngột bị đẩy ra, và giọng đàn ông vang lên, ai đã thấy người đó? Tôi sẽ xé xác hắn ra. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Adil lập tức buông tay Jillian, quay lại và đổi sang khoác tay một người khác. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi. Sao hôm nay về muộn thế? Bá tước tức giận, tất cả đều do có người làm nổ cầu mà ta phải đi qua, ta nhất định sẽ bảo cây đần trừng trị hắn. A Điêu chỉ cười mà không nói gì. Cô không thể để em trai cây đần tự ụp nối lên đầu mình được. Lúc này bá tước hỏi con gái, gieo đâu? Ta mang rất nhiều lễ vật đính hôn về, đang đợi để chuẩn bị lễ đính hôn cho các con. Không ngờ gieo không có mặt, mà lại gặp một người lạ, chào bá tước hưu do. Bá tước nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong ba giây, rồi nói, mặc dù ta biết con rất giống ta, nhưng ta không ngờ, nhanh như vậy mà con đã ngoại tình rồi. Ông ta cần nhìn một cái là đã bị vẻ ngoài của người đàn ông cuốn hút, ngay lập tức tha thứ cho cô con gái yêu quý vì hành vi ngoại tình, vì người đàn ông trước mặt thật không tầm thường. Tôi là Gillian, sắp trở thành vị hôn phu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô Adil. Bá thức nghe xong có chút bối rối, trước khi đi, đối tượng của con gái đâu phải là người này, sao lại đổi sang người khác thế này. Nhưng ông không cho con gái cơ hội giải thích, ngay lập tức đồng ý yêu cầu thay đổi người đính hôn, và một cách dễ dàng nhận được sự đồng ý của người cha quỷ quyệt, xảo trá, người mà không có lợi ích gì sẽ không làm. A Điêu không mấy tin tưởng, dù cha anh đã đi một lúc, cô vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, cho đến khi Jillian nhắc nhở cô, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, ngồi xuống uống trà đi, nếu cha con họ bọn có tính cách giống nhau, thì A Điêu có thể yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy sao cha của cô lại không thể? Biết đâu ông ấy sẽ rất hài lòng với người rể này. Câu nói này khiến A Điêu không thể phản bác, chỉ có thể nói, Đúng rồi, đúng rồi. Lúc này, người đàn ông nêu lên thắc mắc của mình. Vừa rồi cha em có nhắc đến chuyện ngoại tình. A-Diu lập tức lên tiếng. Anh ghét hành động này nhất. Đã kết hôn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Dù tưởng tượng về tình yêu thuần khiết là điều ngu ngốc. Vì so với tình yêu, nhiều người cho rằng sự nghiệp và gia đình quan trọng hơn. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không ly hôn. Nửa câu đầu vẫn có thể nghe được. Nhưng hai chữ ly hôn lại làm Jillian đau lòng. Nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Chỉ nói chỉ cần em không phải người đa tình là được, vì tôi cũng không phải là người dễ dàng thay lòng. Đôi mắt anh đang phát sáng, nhưng mắt của Adil lại phản chiếu ánh sáng, ngay khi không khí trở nên ngượng ngập, anh đột nhiên đứng dậy, nói bá thức đại nhân muốn nói chuyện riêng với anh. Nghe vậy Adil vô cùng hoang mang. Cô muốn đi cùng anh. Cô sợ cha sẽ làm khó Jillian. Nào ngờ Jillian một bên khuyên cô yên tâm. Một bên giúp cô chỉnh lại cổ áo. Trong lúc này còn không quên thả thính. Sao em mặc gì cũng xinh đẹp như vậy. Lời khen này làm khuôn mặt cô đỏ bừng, chỉ đành ngượng ngùng để anh đi, nhưng khi anh vừa bước đi, cô lại cảm thấy hối hận. Chỉ thấy A Điều buông tóc, bảo hầu gái lấy một thứ gì đó đến. Sau khi em gái cướp mất vị hôn phu, cô gái buộc phải tìm một người chồng lâm thời để giữ vững vị trí gia chủ, nhưng không ngờ cô chỉ tùy tiện bắt cá lại vô tình trúng thưởng. Người đàn ông bên ngoài lạnh lùng cấm dục, nhưng thực tế lại rất xảo quyệt và có thể cưa đổ cả người cha quỷ quyệt, xảo trá của cô, nhưng nhìn người cha như bị sắc đẹp làm mờ mắt, thực ra cũng lý do riêng của mình ngồi cùng một người đẹp như ngài khiến tôi không khỏi nghĩ đến một truyền thuyết trước đây có một tiểu thư từ gia đình phương bắc cô ấy có mái tóc bạch kim mượt như tiên ngay cả hoàng đế cũng đem lòng yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nói đến đây ông nghiêng đầu nhìn về phía zilion cô tiểu thư đó hình như cũng giống ngài họ đều họ sidian khi đã nói đến mức này ý của bá tước đã rất rõ ràng ông đã biết được thân phận thật sự của zilion và mọi người cũng không cần giả vờ nữa Tuy nhiên, ông chỉ muốn biết một vấn đề, người như Gillian lạnh lùng như vậy, sao lại quan tâm đến con gái bảo bối của ông? Có mục đích gì không? Gillian không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời, bởi vì A xứng đáng, một câu đơn giản, nhưng lại chạm vào trái tim của bá tước. Dù sao, là một người cha, ông sẽ không bao giờ hài lòng với bất cứ ai mà con gái mang về, cho dù người đó là chủ nhân tương lai của đế quốc. Lý do mà ông đồng ý cuộc hôn nhân này mà không nói gì, là vì dù sao cũng không ai có thể xứng đáng với con gái của ông vậy thì chọn một người thật lòng với cô ấy còn hơn nhưng ông cũng hiểu rõ khi adil ở bên zillion cô sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro vì vậy để đảm bảo sự an toàn cho cô bá tước đã đặt ra yêu cầu muốn ngụy tạo một thân phận cho zillion nghe được những lời này zillion cảm thấy khó hiểu nếu ngài làm vậy thì sẽ không thể móc nối quan hệ với hoàng thất cũng sẽ không đạt được quyền lực tối cao đây chẳng phải là một loại tổn thất sao tổn thất. Bá Tước bật cười, ông không bao giờ làm những cuộc giao dịch lỗ vốn. Việc để con gái ông có được người mà cô ấy mong muốn chính là một món lời lớn, đúng chứ? Tuy nhiên, nếu hỏi ông có muốn có được Adieu trở thành người có địa vị cao quý nhất trong đế quốc hay không? Nếu tôi nói có, ngài định làm thế nào? Khi Zilion đang định trả lời, đột nhiên một bóng dáng yêu kiều xuất hiện ở cửa. Anh sững người lại. Trước mắt anh, Adieu mặc chiếc váy đỏ, như một bông hồng đỏ kiêu sa nở rộ, Trái tim anh một lần nữa bị xáo trộn. Đối diện đóa hồng quyến rũ, sự bình tĩnh trước đó của anh tan biến, chỉ còn lại sự hỗn loạn và sao động sau cơn rung động mãnh liệt. Phản ứng của anh không thoát khỏi ánh mắt của bá tước. Trong lòng ông đã có đáp án, có vẻ như ông có thể yên tâm giao con gái cho anh rồi. Adieu không hề hay biết chiếc váy đỏ của cô đã gây sát thương mạnh đến thế nào với Jillian. Cô chỉ nghĩ rằng anh uống say, trách móc cha mình. Ai đời mới gặp lần đầu đã kéo người ta uống rượu mạnh chứ? Bá tước thì ung dung mời họ cùng nếm thử loại rượu lá thơm ngọt lịm hương vị trượt qua đầu lưỡi rồi chảy xuống cổ họng khiến a không kìm được cảm thán rượu ngon thế này nên ký ngay hợp đồng phân phối độc quyền nhưng cô lại đánh giá thấp cha mình ký hợp đồng gì chứ mua hẳn nơi sản xuất là xong a bật cười nghĩ thầm đúng là cha cô sau đó cô tiếp tục yêu cầu rót rượu bá tước nhắc nhở loại rượu này có vị ngọt dễ khiến người ta lơ là và say lúc nào không hay nhưng câu cuối của ông nói hơi muộn. Khi đến ly thứ năm, Adil đã bắt đầu mơ màng. Jillian lập tức giật lấy ly rượu trong tay cô. Em đừng uống nữa. Anh uống cạn phần còn lại trong ly. Khi đôi môi anh chạm vào dấu son trên ly của cô, gương mặt Adil bất giác đỏ bừng. Sau khi hồi thần, cô mới phát hiện cha cô đã rời đi từ lúc nào. Tôi nghĩ, có lẽ ông ấy không muốn ăn phần cơm chó này. Nhưng đôi cô nam quả nữ bọn họ ở bên nhau chưa đầy một phút, lại có người bước vào chị à, chị về rồi sao? nụ cười của Adil tươi giói, nhưng trong lòng thì đầy khó chịu. sao lại trùng hợp gặp tiểu trà xanh, này chứ? là giả vờ quan tâm khiến Adil muốn nôn. Điều cô lo lắng hơn cả là Jillian có thể bị vẻ mặt thiên thần kia lừa gạt, không nhìn thấu âm mưu sau nụ cười ngọt ngào ấy. Nhưng cô không biết rằng, trong mắt Jilian, là giờ chỉ là cái nền mở nhạt. Noela ngược lại lại chú ý đến người đàn ông bên Adil, đoán rằng đó là vị hôn phu cũ của cô. Nghĩ đến đây, mùi giấm chua trên người Jillian bốc lên nghi ngút. Vậy là khi giới thiệu bản thân, anh cô y nhấn mạnh là vị hôn phu hiện tại của Adil. Nghe được những lời này, hai người trước mặt đều kinh ngạc tới sững sờ. Đặc biệt là Noella. Không thể nào. Trước đây chị chưa từng nhắc đến anh ấy với em. Adil lập tức phản pháo. Trước đây tôi cũng chưa từng nghe nói cô và Diel là một cặp. Cô em gái lén lút cướp vị hôn phu của chị gái, nhưng không chấp nhận việc chị mình tìm được người mới. Cô ta thậm chí dùng thủ đoạn trà xanh thấp kém để chia rẽ Adil và Zillion. Đầu tiên, cố tình tiết lộ chuyện chị gái sốt ruột muốn kết hôn, chứ không xuất phát tình tình yêu. Nói là thả từng lời ám chỉ rằng Adil không xứng đáng để được tin tưởng. Cuối cùng, cô ta đóng vai người hòa giải vì muốn tốt cho chị mình, rồi hoàn mỹ để bản thân vô can. Thật ra chút trò vặt này của cô ta, Adil căn bản không để vào mắt, nhưng dường như rượu đã khiến cô mơ hồ. Khi nghe những lời này của trà xanh Adil đã sắp không chịu nổi nữa. Dưới tác dụng của cồn, ý thức của cô dần trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, trà xanh lại để ý đến điểm yếu này, liền phản kích, nói rằng chị gái vì đau lòng mà mua say, trong một phút bốc đồng mới vội tìm một người chồng. Adil muốn đáp trả, nhưng bất lực vì cơ thể yếu đuối, gần như không đứng vững được nữa. Jillian nhanh chóng ôm lấy Adil từ phía sau, bảo vệ cô. Hôn thê của tôi không phải người bốc đồng như vậy. Nếu có, thì đó chính là tôi. Sau đó anh tìm một lý do để giải thích cho chuyện cô say. Bởi vì có tôi ở bên cạnh, nên em mới không khống chế bản thân mà uống nhiều như vậy sao? Nói xong, anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh. Bỏ qua phản ứng chậm chạp của Adil, trực tiếp dùng tư thế bế công chúa nhấc bổng cô lên. Chúng ta về phòng thôi. Từ người vào bờ ngực rộng lớn ấm áp. Adil giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Thuận theo để người kia ôm cô rời đi. Sau khi về phòng, Adil cảm ơn anh vì đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. Không chỉ đỡ cô khi cô sắp ngã, mà còn để cô không phải xấu mặt, phối hợp diễn cùng cô. Nhưng khi nghe được những lời này Jillian lại cau mày, rõ ràng anh rất thật lòng. Anh nhắc nhở, Adil, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Khi Jillian sắp rời khỏi, Adil bất giác nói. Tôi không thể để anh uống hết một mình được, vì anh là người đàn ông của tôi. Có lẽ do say rượu, dù biết những lời này rất mờ ám nhưng cô lại mong chờ phản ứng của anh. Gillian quay lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, đặt lên một nụ hôn sâu. Bà xã của tôi em say rồi. Trong ánh đêm mờ ảo, anh kìm nén cảm xúc mãnh liệt, nhưng chính Adil lại chủ động. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, đầy tình cảm. Khi cảm giác mềm mại ấy truyền đến, toàn thân Adil như bị một dòng điện chạy qua. Ngài đoàn trưởng đúng là bốc đồng quá. Nhưng Gillian lại nhẹ nhàng vuốt khóe môi cô, đáp. Không, đây là lúc tôi lý trí nhất. Hai người quấn quýt bên nhau thật lâu. Khác với sự ngọt ngào của họ, nói lúc này lại vô cùng lo lắng. Cô ta khẳng định chị gái hiểu lầm rằng mình muốn tranh giành gia sản, nên mới vội vàng tìm một diễn viên để kết hôn. Với thân thế không rõ ràng, có khả năng đối phương chỉ là một kẻ lừa đảo vì tiền. Nói cố gắng kích động Giel, lôi kéo anh ta cùng tìm điểm yếu giữa Adil và Gillian. Sáng hôm sau, Adil vẫn chìm đắm trong nụ hôn đêm qua, thầm nghĩ mọi chuyện thật nguy hiểm hai người suýt nữa thì không dừng lại được. Khi hầu gái báo cho cô biết tin, mới sáng sớm Jillian đã bị nhạc phụ đại nhân kéo đi săn. Cô liền kêu hầu gái sửa soạn cho mình, chuẩn bị đi đón bọn họ. Nhưng khi vừa trông thấy người chồng sắp cưới của mình, gương mặt Adil đã ngay lập tức đỏ bừng, trái tim cũng đạp loạn. Trong đầu toàn là khung cảnh nóng bỏng của hai người đêm qua. Ngược lại Jillian thì trông có vẻ tâm trạng nặng nề. Anh vừa bị tương lai nhạc phụ chơi một vố, kéo anh đi săn, để anh chiến đấu đến thỏa mãn. Rồi mới nói rằng Adil rất ghét mùi máu tanh vào buổi sáng. Jillian nhíu mày, nghĩ đến việc không muốn bị vợ tương lai chán ghét, liền đùa, con không vui vì sáng ra đã thấy máu. Nhưng miễn là cha vui là được. Câu nói ấy thành công đổ hết trách nhiệm, lên bá tước. Lúc này, Noella và Jill đến, ngọ ý muốn tham gia bữa sáng cùng họ. Nhưng trước khi ăn, Jill bất ngờ tuyên bố muốn làm lễ đính hôn sớm với Noella. Adil không khỏi cảm thấy nực cười. Rõ ràng hai người này đang muốn đối đầu với mình và Jillian. Nhưng trùng hợp thay, họ cũng định đề cập đến vấn đề này. Bá tước nhướng mày đầy ẩn ý, định đứng ngoài xem kịch hay. Ziel lập tức dốc sức giải thích để tìm kiếm sự tín nhiệm, nhưng lại vô tình khiến bá tước khó chịu. Ziel, cho dù cậu có tài giỏi đến đâu, thì cũng không thể vừa tỏ tình với con gái lớn của ta, lại quay sang hẹn hò với con gái thứ được. Nếu cậu bận rộn như vậy, chi bằng đợi con trai ta, cây đần, trở về. Biết đâu cậu cũng thích nó luôn ai cũng biết cây đần khét tiếng tàn bạo và khát máu. Diel lập tức tái mặt, không dám ho hé gì nữa. Bá tước đứng dậy, không ăn sáng nữa. Ai nấy đều tự giác nhường cho ông, trừ Gillian. Anh nói, bác trai, ngài vẫn chưa cho tôi câu trả lời. A sốt ruột, Gillian, anh sao cứ sốt sắng chuyện này thế chứ? Bá tước cười, cậu đưa ra lý do hợp lý đi. Không ngờ Gillian thẳng thắn đáp, con gái ngài đã làm chuyện phải chịu trách nhiệm với tôi cô ấy lấy cơ hôn nhân để nhiều lần chiếm lấy thân thể và linh hồn của tôi. Bá tước thoáng sững sờ. Dù sao Gillian cũng là một nhân vật tầm cỡ, vậy mà lại có người dám làm anh tổn thương. Nhưng rồi ông trượt bừng tỉnh, khoan đã, người đó là con gái ta mà. Thấy bá tước có chút do dự, Gillian tiếp lời, nhấn mạnh về sự tín nhiệm và trách nhiệm mà gia tộc Sexio luôn đề cao. Cuối cùng, anh khẩn thiết yêu cầu Adil chịu trách nhiệm với mình. Adil muốn phản bác, nhưng bá tước lập tức cắt lời, nghiêm khắc dạy dỗ, buông thả rồi thì phải trả giá. Tối nay hai đứa làm lễ đính hôn, ba ngày sau tổ chức hôn lễ. Mục đích đạt được, nhưng Adil lại cảm thấy mệt mỏi. Tin đồn là thế này mà ra sao? Hai người họ chỉ mới hôn nhau, chẳng làm gì khác, vậy mà Jillian lại nghiêm túc như vậy. Anh còn khăng khăng rằng quan hệ đã tiến triển đến mức này, sao cô còn gọi anh là đoàn trưởng đại nhân mà không gọi tên anh? Lời này, làm Adil có cảm giác như bản thân đã phạm tội tay đình vậy. Nhưng có một điều Adil không hiểu, vì sao Jillian lại vội vàng muốn kết hôn với cô như vậy? Chuyện này đâu có lợi ích gì với anh. Tiếc là nghi vấn của Adil còn chưa có lời giải đáp. Thì cô đã suýt nữa bị gương mặt đẹp trai của đối phương mê hoặc. Adil vội vàng đánh trống lảng, hỏi về việc gửi thiệp mời. Cô tò mò tại sao sự kiện lớn thế này mà Jillian chưa từng nhắc đến cha mẹ anh. Nhưng khi nhắc đến, Jillian khựng lại, lạnh nhạt nói. Cha mẹ tôi đã mất, anh em thì không đáng để nói đến. Sau đó bày tỏ mỗi người đều có nỗi khổ không muốn cho người khác biết rõ ràng anh không muốn cô tiếp tục hỏi. A cảm thấy chạnh lòng. Người phụ nữ nhiệt huyết như cô đã làm tan chảy băng sơn hiệp sĩ, lạnh lùng, nhưng hóa ra cô lại tự mình đa tình. Cô cố gắng đem toàn bộ tấm lòng ra để đối xử với người đàn ông kia, vậy mà anh ta lại muốn che giấu. Điều này khiến A vô cùng buồn bã. Chúng ta vốn là mối quan hệ hợp đồng, là tôi đã vượt quá giới hạn. Thấy cô như vậy Zillion hoảng hốt nắm lấy tay cô, xin cô cho anh thêm thời gian. Nhưng A rút tay ra, điều họ cần lúc này không phải là giải thích, mà là sự tĩnh lặng. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Nào ngờ trước khi cô rời đi, người kia lại ghé sát bên tai cô thì thầm. Ba ngày nữa, em sẽ biết chuyện này có lợi cho ai hơn. Sau khi bỏ lại một câu không đầu không đuôi, hai người bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Buổi tiệc đính hôn xa hoa vượt ngoài tưởng tượng của Adil. Phòng tiệc đầy những bức tượng pha lê lấp lánh. Là người từng sống ở Thánh Điện, phản ứng đầu tiên của cô là thật lãng phí. A Điều chắp tay cầu nguyện, xin thần linh tha thứ cho cha mình. Không khí vốn vui vẻ, nhưng người anh họ của cô lại đến gây rối. Người kia vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ như nhà giàu mới nổi. Với một người đã lăn lộn thương trường như A Điều, hắn ta chỉ như một đứa em. Nhưng người vốn đã quen với chuyện lá mặt lá trái như cô. Hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi. Thấy vậy, bá thức dò hỏi. A Điều, nếu ta nói con không cần sống mệt mỏi như vậy, con sẽ làm gì? Lời ông khiến A Điều như bừng cháy, cô đã trải qua bao sóng gió mục tiêu duy nhất là kế thừa thương đoàn sao ông có thể bảo cô từ bỏ nhưng với cô mà nói thương đoàn quan trọng hơn tất cả cô sẽ không bao giờ buông tay nghĩ đến đây cô lại nhớ đến jillian buổi tiệc hôm nay đều là khách của cô chỉ mình anh là cô độc một mình liệu anh có cảm thấy lạc lõng không ai ngờ khi cha nghe thấy những lời này của con gái lại lên tiếng trêu chọc sao thế cuộc đời con không phải ngoài thương đoàn ra thì chẳng còn gì quan trọng sao con còn biết lo lắng cho người khác à? A điều định phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jilian mang theo ánh hào quang tự nhiên xuất hiện. lập tức, ánh mắt của những người đàn ông trong phòng tràn đầy ngưỡng mộ, còn phụ nữ thì xúc động đến mức rơi nước mắt vì vẻ đẹp của anh ta. thậm chí, không ít các phu nhân đã đến hỏi A Điêu về bí quyết theo đuổi chồng. có cô tiểu thư nhà giàu vì muốn theo đuổi chồng mà chấp nhận làm cu ly rửa đến 9.999 cái đĩa. nhưng khi bị họ hàng hỏi han về điều này. Adil chỉ có thể giả vờ bí ẩn mà nói. Đây đều là ý chỉ của thần linh. Mặc dù cô cũng không bận tâm, nhưng để giữ thể diện cho gia tộc, ơi đeo buộc phải làm như vậy. Không ngờ rằng đám họ hàng lại càng hỏi xoáy không ngừng. Đúng lúc căng thẳng, Gillian tự mình ra mặt bảo vệ bà xã. Anh tuyên bố, những ngày Adil ở trong thần điện, cô ấy luôn làm việc nghiêm túc, không kiêu căng, không ngại khổ, cũng không sợ bị phàn nàn. Một người như thế, tôi làm sao có thể không yêu cho được. Người đàn ông nắm tay của Adil ánh mắt sâu đậm tình cảm, khiến những người xung quanh không khỏi ghen tị. Thế nhưng, một câu hỏi mới lại xuất hiện. Thế còn A Điêu Tiểu Thư, cô thích đoàn trưởng đại nhân ở điểm nào? Lời vừa dứt, Jillian, người vừa giúp vợ nói đỡ lại trầm mặc, chờ đợi câu trả lời của A Điêu. Nhưng vào lúc đó, anh họ meo lại đến gây chuyện. Hắn lợi dụng cớ say rượu để khoe khoang, công khai chế nhạo A Điêu. Một người thất lễ như thế, làm sao có thể yêu một người chẳng có gì ngoài khuôn mặt như cô? Noella đứng bên cạnh lên tiếng ngăn cản, bảo anh họ đừng tiếp tục làm loạn nhưng lại bị hắn phản bác nếu không phải vì a điêu quá tham lam lúc nào cũng muốn nắm mọi thứ trong tay tôi đã có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ rồi hai người họ một kẻ hát một kẻ đệm đẩy a điêu vào tình thế vô cùng bẽ bàng thế nhưng a điêu lại đột nhiên bật cười cô nói không nói đâu xa những người ngồi đây tài sản cộng lại còn chưa bằng tiền tiêu vặt của tôi lấy đâu ra tư cách bàn tán về tôi và vị hôn phu của tôi còn về khách sạn và cửa hàng thời trang mà Mel đang kinh doanh, chẳng phải đều từ tài sản của tôi mà chia cho anh sao? Một kẻ không biết điều như anh, đã vô tình thì đừng trách tôi bất nghĩa. A à, điều làm ra vẻ đau lòng, đề nghị với cha cô về một món quà đính hôn đặc biệt, đó là thu hồi lại những thứ vốn dĩ thuộc về cô. Nghe đến đây, mèo lập tức phá vỡ sự kiềm chế, thậm chí có ý định ra tay. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đội hộ vệ đưa ra khỏi sảnh yến tiệc. Những người xem náo nhiệt lập tức nhận ra tình thế, những kẻ vừa mới lạnh lùng đứng ngoài cuộc giờ đây đua nhau su nịnh tuy nhiên a không thèm quan tâm cô còn cảnh cáo họ không biết chừng mực thì kết cục sẽ như vậy dù khí thế vẫn còn đó nhưng cơ thể và tinh thần a đã vô cùng mệt mỏi vì thế cô quyết định rời khỏi giữa chừng để ra vườn giải tỏa cảm xúc nghĩ đến việc mèo dám bất kính với zilion a lại hận không thể tiễn hắn về trời không ngờ rằng zilion đuổi theo vừa hay nghe thấy suy nghĩ đen tối của cô từng là một kỵ sĩ băng giá giờ đây Jillian lại trở thành một người đàn ông dịu dàng thích gần gũi vợ. Anh vội vàng chạy đến, bộ dạng lúng túng khác với phong cách vốn có của anh. Adil biết anh đang lo lắng cho mình, nhưng trong lòng cô lại có chút hụt hẫng khó nói. Nếu như mối quan hệ của họ thân mật hơn chút nữa, có lẽ anh đã giúp cô chỉnh lại tóc rồi. Ngoài ra, nghĩ đến dáng vẻ mình đối xử gay gắt với Mel vừa rồi, cùng với suy nghĩ đen tối muốn đưa hắn về gặp ông bà, mà tất cả đều bị Jillian nhìn thấu, Adil lại càng buồn bã hơn chắc chắn anh thất vọng về tôi lắm, đúng không? cô nói. không ngờ Zillion chỉ cảm thấy kỳ lạ, hỏi lại. tại sao em lại nghĩ vậy? rõ ràng là hắn gây sự trước, nếu em nhịn nhục, anh mới là người thất vọng. huống hồ nếu là anh, thì sẽ không chỉ lấy mạng hắn đơn giản như vậy đâu. anh còn có thể lột ra hắn từ đầu đến chân, hoặc trói hắn lên một quả bom. lời nói này khiến Adil không nhịn được bật cười. trong lòng cô cũng dần xác định được câu trả lời cho vấn đề mình băn khoăn. cô thích Zillion ở điểm nào? ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua má anh. Em thích anh ở điểm này. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không thất vọng về em, luôn kiên định mà tiến về phía em. Dù những lời sau đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng Jillian cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô, không khỏi si mê. Anh kéo vợ lại, bất chấp cô kháng cự, yêu cầu cô gọi tên mình bằng giọng nói dịu dàng. Trước sự quyến rũ này, ánh mắt Adil cũng dần trở nên mê ly, mặc kệ gương mặt điển trai của anh tiến lại gần. Nhưng đúng lúc này, Cậu em trai điên loạn cây đơn trở về. Cậu đứng đó với gương mặt lạnh lùng, hỏi. Chuyện này là sao? Không để Adil giải thích, cây đơn rút kiếm ra muốn giết người đàn ông có hành vi vượt quá giới hạn với chị mình. Adil vội nói. Không phải như em nghĩ đâu. Anh ấy là chồng của chị, cũng là anh rể của em. Nhưng lời giải thích này chẳng giúp ích được gì. Không nói thì thôi vừa nghe thấy từ chồng, cây đơn lập tức phát điên, lao tới với tốc độ ánh sáng, tung ra một chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.